Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Nông dân xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, làm giàu từ trồng đào phai truyền thống. Mục nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật gieo chăm sóc mạ, đảm bảo chất lượng cho sản xuất vụ chiêm xuân. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tích cực chuẩn bị các loại vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ. Vụ chiêm xuân 2019-2020, Thanh Hóa cần khoảng gần 4.000 tấn lúa giống, gần 200.000 tấn phân bón các loại. Các địa phương đơn vị đã chủ động chuẩn bị lượng vật tư nông nghiệp tương ứng diện tích gieo trồng cách đây 2 tháng và sẵn sàng đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cũng đã có công văn đề nghị Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng giống cây trồng kịp thời, đúng cơ cấu, giá cả hợp lý, không để hiện tượng lợi dụng đầu vụ lúc khan hiếm để nâng giá ém hàng, gây thất thiệt cho nhà sản xuất và nông dân. Hiện nay Thanh Hóa có khoảng 2.200 cơ sở sản xuất kinh doanh và tư nông nghiệp. Tết là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm có xu hướng tăng cao, đặc biệt là thực phẩm an toàn. Đây cũng được xem là thời vụ các nhà vườn, các cơ sở kinh doanh đắt khách. Trước Tết Nguyên đán vài tháng, tại các vùng chuyên canh rau quả ở Thanh Hóa, nhất là ở những cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhiều mặt hàng rau củ quả đã có khách đặt hàng. Do nhu cầu cao nên giá thành nông sản an toàn cũng tăng thêm khoảng 5-7% vào dịp Tết. Tuy nhiên, để đảm bảo uy tín, thương hiệu sản phẩm cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng mặt hàng nông sản, thực phẩm. Đồng thời, các chủ hộ sản xuất cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình để đưa ra thị trường các sản phẩm nông sản đảm bảo tiêu chuẩn. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cho biết đã có văn bản chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam tại các quốc gia vùng lãnh thổ cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam có phần bình ổn giá thịt lợn trước Tết Nguyên đán. Đến nay, hệ thống thương vụ tại các nước như Mỹ, Pháp, Bỉ đã tích cực triển khai hoạt động kết nối và kết quả đã có khoảng trên 50 doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác nhập khẩu thịt lợn từ phía Việt Nam. Theo thống kê, hiện có 1.641 doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào Việt Nam, và có khoảng 140 doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện nhập khẩu thịt lợn từ các nước và các doanh nghiệp này. Qua giả soát, trong vài ngày trở lại đây, giá lợn hơi ở nhiều tỉnh thành trong cả nước giảm từ 10-15.000 đồng 1kg, mức giá bán bình quân là 83.000 đồng 1kg. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, đồng bào Thái ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang chăm sóc cây lá rong, chuẩn bị thu hoạch để tiêu thụ dịp Tết. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, đồng bào Thái ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang chăm sóc cây lá rong, chuẩn bị thu hoạch để tiêu thụ dịp Tết. Để có được loại lá rong đẹp và dai, đồng bào Thái ở thành phố Sơn La đã bón phân, cắt tỉa, phát quang cỏ, Năm nay, thời tiết thuận lợi nên lá xong phát triển tốt cho nhiều lá, đều đẹp. Hiện nay, thành phố Sơn La có đến 2 phần 3 số hộ dân đồng bào Thái trồng rong. Mỗi hộ trồng từ 1 đến 5 sào. Lá rong được bán tại vườn giá 100.000 đồng một bó 100 lá. Loại lá to và đẹp có giá bán cao hơn khoảng 130.000 đồng 100 lá. Mỗi vụ Tết, trung bình một hộ dân có thể thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng. Thưa quý vị bà con và các bạn, với lợi thế về đất đai, khí hậu, cây đào phai được xem là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập chính cho người dân xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Sau nhiều năm phát triển, đến nay, xã đã có 1.600 hộ trồng đào phai, chiếm 95% tổng số hộ trên địa bàn xã với diện tích 300 ha. Đã hơn 10 năm nay, gia đình anh Quách Văn Truyền, thôn 6 xã Xuân Du, huyện Như Thanh, gắn bó với trồng đào phai bán Tết. Những năm đầu, anh chỉ trồng hơn một sào trong vườn nhà, nhận thấy cây đào hợp điều kiện thổ nhưỡng, bán được giá. Ba năm nay, gia đình anh đã chuyển đổi toàn bộ đất trồng lúa và mở rộng dần diện tích trồng đào lên 2 hecta. Vườn đào được anh truyền trồng sen canh cả cây to, cây nhỏ để bán hàng năm. Trung bình một vụ Tết, anh bán khoảng 500 gốc đào với giá bình quân 1 triệu đồng một gốc. Trừ chi phí, anh thu lãi 300 triệu đồng. Hiện tại như bây giờ thì gia đình tôi cũng như là một số bà con ở quanh quanh trong đây thì đến những bức giấc bây trừ thì đã chăm sóc đã ổn định bây trừ thì mang tính chất là cắt tỉa cho cái cây nó nhìn nó thân, bớt các cái cành khô Xuân Du thuộc vùng đất đổi Trung Du thổ nhưỡng phù hợp để cây đào sinh trưởng phát triển trước đây người dân trong xã chỉ trồng tự phát manh mún nên hiệu quả kinh tế không cao từ năm 2010 khi huyện Như Thanh có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Xuân Du đã vận động người dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng đào, đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc đào cho các hộ dân. Đến nay, xã Xuân Du đã quy hoạch được 8 cánh đồng trồng đào tập trung ở 8 thôn, tổng diện tích 300 ha. Các thôn đều đã được công nhận là làng nghề trồng hoa đào cảnh. Theo kinh nghiệm các hộ, thời điểm thích hợp nhất để trồng đào là từ tháng 11 âm lịch cho đến hết tháng 2 âm lịch. Khi đào trồng được 3 năm tuổi đến ngày đồng chí, tháng 10, tháng 11 âm lịch sẽ tiến hành tuốt lá để cây tập trung ra nụ, hoa và lộc mới. Sau từ 4 đến 5 năm là có thể thu hoạch. Từ khi gia đình được sự quan tâm của thôn cũng như là ủy ban dân xã các ban ngành thì cho chuyển đổi từ cây đào, cây lúa kém hiệu quả sang cây đào thì cảm thấy cái thu nhập của cây đào của cá nhân hộ gia đình tôi thì cảm thấy nó phát triển rõ rệt thì thứ nhất là có thể là xóa được các những cái hộ nghèo như gia đình tôi từ cái việc mà triển khai trồng cây đào này thì bà con đã áp dụng các tiến bộ khoa học thuật và thứ hai là trên cơ sở là tiếp cận các cái kiến thức qua cái internet và học hỏi kinh nghiệm của các nơi khác thì đã áp dụng vào cây đào xuân du năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đào xuân du nở đều bông to đẹp Hiện nay, hầu hết các vườn đào đã được các thương lái đến đặt mua. Thu nhập từ trồng đào chiếm tới 1 phần 3 tổng giá trị sản xuất của xã Xuân Du, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 45 triệu đồng một năm. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, vụ xuân thường có rất đậm rét hại gây khó khăn cho việc gieo trồng, đặc biệt là gieo mạ cấy trà xuân muộn. Để sản xuất an toàn hiệu quả ngay từ khâu làm mạ, bà con cần lưu ý đến các biện pháp kỹ thuật sau đây. Làm đất gieo mạ Làm đất, nơi làm mạ phải khuất gió, cao giáo, thuận lợi cho việc tưới tiêu. Đất phải được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, chia luống rộng từ 1 đến 1,2 m theo chiều nước rút của ruộng, trang phẳng mặt luống, sao cho không đọng nước ở mặt luống. Mỗi sao lúa cấy Cần từ 8 đến 10 mét vuông đất gieo mạ. Gieo mạ, gieo mạ thưa để cây mạ to khỏe. Bà con chú ý gieo mạnh tay để mộng mạ chìm xuống bùn giúp giữ ấm chân mạ, giảm các tác động xấu khi thời tiết thay đổi, nắng, mưa, lạnh. Nên gieo 1 kg thóc giống trên từ 8 đến 10 mét vuông đất mạ. Che phủ ni lông và chăm sóc mạ. Bà con nên dùng các thanh che rộng 2 cm, dày 0,6 đến 0,8 cm dài từ 2 đến 2,2 mét. Cứ 1,5 đến 2 mét dài luống mạ, cắm một thanh uốn theo hình vòm cống, cách mép luống từ 5 đến 10 cm, sao cho độ cao khung giàn tre từ 50 đến 60 cm. Buộc liên kết các thanh vòm với nhau bằng một thanh tre dài theo chiều dọc luống cho chắc chắn. Dùng ni lông màu trắng trong, khổ 1,2 đến 1,4 mét, chùm kín theo chiều dài luống mạ lấy bùn ở rãnh luống chèn kín kỹ xung quanh mép ni lông phủ hai bên và hai đầu luống, đảm bảo luống mạ được che kín hoàn toàn sau khi gieo để tránh bị gió lùa, làm bung ni lông, chuột chui vào trong luống phá mạ. Bà con chú ý, cần giữ cho mạ luôn luôn đủ ấm sau khi gieo. Khi mạ đạt 1,5 lá, đưa nước lắng mặt luống mạ nhằm giữ ấm chân mạ. Những ngày nhiệt độ ban ngày trên 20 độ C, có nắng ấm, phải tiến hành mở ni lông hai đầu luống mạ để tạo thông thoáng. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.